Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 100.000 cái token Baby Llama. Để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó chọn Start này. Rồi, nhập mã captcha. Chọn Join AirDrop. Join vào group. Rồi, quay trở lại. Tiếp tục follow Twitter retweet này. Mọi người kích chọn theo dõi, sau đó like và retweet. Rồi, quay trở về. Bấm chọn submit. Ở đây mọi người sẽ nhập username của Telegram nhé. Rồi, sau đó gửi profile lên Twitter. Rồi, tiếp theo gửi địa chỉ ví. Rồi, tiếp tục nhập username của cheat của Telegram. Kéo lên đây copy luôn cái này cho nhanh. Ok, kiểm tra số dư. Rồi, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.